bảo hà nhắn ai lên đất bảo hà. Nếu mùi phong huyệt đó là cảnh thần tiên. Chân miền bắc địa nghi hợp binh hùng lúc ngã thủy thao sang quân cờ miễu lược luận bàn danh chung thường có hai hàng vào xa y.
phong hoa tuyết nguyệt nữa mùi. Dâng câu thiên bảo chúc lời, chúc lời huy phong chúa chén nâu lòng ôi quỳnh tiên trương chén trà ô nắng tay nâng tay nâng bình ngọc để các bạn tiên tân ông chén trà hiến thương kim ban trà ô nắng hiền na thương kim ban đà mẫu đơn dâng trà mà lòng tình bảy ngày yên vui nghỉ ba chén khuyên mời cha hồng đào ba chén các cô mới sớm mời thanh lương mỹ về nghỉ thanh lương mỹ về đủ ngọt bụi đủ kỳ tân bảy là con vua của thượng đế sinh ra hoàng gia tại sơn lâm trên đất nước bàng khen ai mà khéo đúc nghi à màu nền đâu bị màu một ngày cho họ đình con đây đã được làm đệ tử ý à cũng là nền duyên nên duyên đâu mới hoàng nợ hoàng sáng ngô sáng ngô liễu phản ô duyên là nền duyên ô duyên chỉ là nền duyên nợ lạnh là sai
thập nhị mười hai có tiếng nàng. Cô nào việc ấy mau mau sửa sang xa đứng hầu. Ông bắt cô nàng cả phá nước trà tàu. Sân lâm ông bảy tinh thừa ý, ông mới chỉ gật gật đầu vỗ gối chưa ban thêm. Chuyện là thanh gia hồi cung xứ sở.